Lan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Song Song Ki rụng tóc đến mức xơ xác vì chịu áp lực quá lớn từ cuộc ly hôn với Song Hye Kyo. Hình ảnh cũ của Song Song Ki bị lật lại khiến truyền thông đặt nghi vấn về áp lực cuộc hôn nhân đổ vỡ với Song Hye Kyo. Trang Sina và iFan đưa tin cuộc ly hôn chấn động của cặp tài tử Song Song Ki và Song Hye Kyo khiến cả châu Á bàng hoàng. Nguồn tin tiết lộ cặp đôi gặp áp lực vô cùng lớn. Song Hye Kyo đã khóc rất nhiều, sụt mất 5kg, ngón tay trở nên xương sầu đến mức không thể đeo vừa nhẫn cưới. Còn tình hình Song Song Ki cũng không khá hơn là bao. Trang Sina đưa hình ảnh và cho biết nam diễn viên được đồn là rụng tóc rất nhiều. Trong hình ảnh tới Rooney vào đầu năm nay, khi chụp cùng với ekip đoàn làm phim, Song Song Ki để lộ mái tóc xơ xác và thưa thớt hơn rất nhiều, khác hẳn với mái tóc dày trước đó. Khoảng thời gian sau đó, Song Song Ki liên tục đội mũ. Tin đồn này được lan tỏa với tốc độ chóng mặt, thậm chí trên mạng xã hội xứ Hàn từ khóa nóng Song Song Ki rụng tóc cũng leo thang. Theo báo chí xứ Hàn, nguồn tin thân cận cho hay, trong thời gian quay phim, tin tức cuộc hôn nhân gặp nhiều sóng gió của anh lan rộng. Song Song Ki luôn tự trách mình, cảm thấy vô cùng đau khổ, áp lực rất lớn. Chính vì vậy, chứng rụng tóc ngày càng nghiêm trọng, nhân viên cũng luôn bàn tán về mối quan hệ của cặp đôi hay người có vấn đề hay không, khiến cho tin đồn ngày càng lan xa. Tài sản nghìn tỷ đang lơ lửng trước tin Song Song Ki và Song Hye Kyo ly hôn. Nếu đàn trai thực sự ngoại tình, ván bài lập tức lật ngửa. Đây có lẽ là năm hạn đối với showbiz Hàn khi liên tục đón nhận tin không vui. Song Song Ki và Song Hye Kyo ly hôn khiến dư luận châu Á phát sốc. Một câu hỏi đặt ra rằng, với tài sản hơn nghìn tỷ đồng của cả hai sẽ được phân chia như thế nào khi ly hôn? Một sáng tỉnh dậy, cặp đôi thế kỷ của làng giải trí châu Á là Song Song Ki và Song Hye Kyo đã chính thức ly hôn, khiến ai cũng sốc. Tin đồn trục trặc đã có từ lâu, hàng loạt dấu hiệu bị nhận xét là sôi quá mức để đồn đoán về chuyện cặp đôi ly hôn, nhưng không ai dám tin. Thậm chí lời nói gần nhất của Song Song Ki về cuộc sống hôn nhân vẫn rất tình cảm, khiến ai cũng tin tưởng vào cặp đôi. Cuối cùng họ ly hôn thật. Song Song Ki đã đệ đơn ly hôn và đưa ra thông báo trước. Sau đó, Song Hye Kyo cũng đã lên tiếng xác nhận lý do chia tay là vì sự khác biệt trong tính cách. Song Song Ki và Song Hye Kyo ly hôn, tài sản nghìn tỷ được phân chia như thế nào? Với động thái đồng lòng như thế này, có khả năng phía hai bên công ty của Song Song đã tiến hành bàn bạc rất cụ thể phản ứng, lời thông báo sẽ ra sao. Nhiều người tin rằng cặp đôi trước đó đã ký trước hợp đồng hôn nhân với những điều khoản về chuyện tài sản, phòng ngừa trường hợp xấu như ngày hôm nay xảy ra. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cho hay, đại diện của hai diễn viên đã nảy sinh bất đồng trong quá trình đàm phán phân chia tài sản. Theo đánh giá của truyền thông Hàn, bộ đôi diễn viên khó phân chia tài sản một cách công bằng và nhanh chóng do tính tăng giảm giá trị đặc thù của bất động sản. Trả lời thắc mắc về phân chia tài sản, luật sư của Song Song Ki cho biết hai nghệ sĩ đang cố gắng thỏa thuận để không xảy ra bất kỳ sự tranh chấp nào. Theo truyền thông Hàn Quốc trước đó đưa tin, khi cặp Song Song Ki và Song Hye Kyo kết hôn, tổng tài sản của cả hai lên đến 50 tỷ won, tương đương hơn 1.000 tỷ đồng. Nhưng khi về chung một nhà, giá trị thương mại của cặp đôi tăng lên chóng mặt. Giá trị thương hiệu càng khó mà xác định con số cụ thể. Bất động sản đứng tên chung của cả hai chính là căn biệt thự ở khu Etewon của Seoul trị giá 10 tỷ won, tương đương 8,7 triệu đô la, tương đương gần 200 tỷ đồng. Căn cứ theo pháp luật thì đây có lẽ là tài sản chung duy nhất của cả hai mà thôi, vì những tài sản riêng của họ đều được bảo đảm bởi hợp đồng hôn nhân trước đó. Dù nhập ngũ cũng không hề làm giảm sức hút của Song Song Ki, sau khoảng thời gian 2 năm ở quân đội, nam diễn viên vẫn tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn, tham gia Hậu Duệ Mặt Trời đóng cặp cùng Song Hye Kyo. Nhân khí của cả hai tăng lên chóng mặt, cuộc hôn nhân của họ cũng làm bàn đạp giúp sự nghiệp của cả hai phát triển. Chưa tới 10 năm sau khi debut, tài sản của Song Song Ki lên đến 40 tỷ won, tương đương 800 tỷ đồng. Hai người ly hôn nếu như nguyên nhân là do lỗi của Song Song Ki, Song Hye Kyo có khả năng được quyền nhận một nửa thu nhập của Song Song Ki sau kết hôn, cùng với biệt thự 10 tỷ won kia. Vì vậy, Song Song Ki phải trả nhất 20 tỷ won để ly hôn, tương đương hơn 400 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân này tan vỡ là gì, trở thành chủ đề quan trọng được mọi người quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. Điểm chung bất ngờ giữa ba vụ ly hôn nổi tiếng showbiz châu Á, Song Song Ki, Song Hye Kyo, Dương Mịch, Lưu Khải Uy và Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong. Dù không liên quan đến nhau, nhưng cả ba cặp đôi lại có điểm chung bất ngờ khi ly hôn.
Hiện cả châu Á đang chấn động trước tin Song Joong-ki và Song Hye-kyo đã quyết định ly hôn sau gần 2 năm chung sống. Câu chuyện cổ tích đẹp như mơ ấy lại không có một cái kết hạnh phúc như mong đợi. Song Song đã đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của fan hâm mộ. Nhưng khi để ý kỹ về vụ ly hôn của Song Joong-ki và Song Hye-kyo, nhiều Naizen cảm thấy tình tiết này có hơi quen quen. Nếu từng chú ý đến cả vụ ly hôn của Dương Mịch và Lưu Khải Uy, Trương Bá Chi tại Đình Phong sẽ thấy ba vụ ly hôn này đều có điểm chung, đó là hôm trước vừa phủ nhận ly hôn, hôm sau đã đường ai nấy đi. Nói đến cặp đôi Song Joong-ki, Song Hye-kyo, cả hai đều vướng tin đồn ly hôn từ hồi đầu năm, nhưng không ai lên tiếng về việc này. Vào đúng một tháng trước trong buổi tuyên truyền phim, Song Joong-ki cũng ngầm khẳng định tình cảm vợ chồng anh vẫn rất tốt. Vợ tôi vốn là fan của đạo diễn và biên kịch bộ phim, và cô ấy cũng từng cùng tôi tham gia một bộ phim truyền hình từ lâu, à không, khoảng 3 năm trước. Cô ấy cũng liên tục động viên rằng hãy tập trung và làm tốt từ đầu đến cuối phim nhé, nhờ vậy mà tôi nhập vai được tốt. Không lâu trước đó ngầm phủ nhận ly hôn, vậy mà chỉ mới một tháng thôi Song Joong-ki, Song Hye-kyo đã thực sự ly hôn. Trước Song Joong-ki, Song Hye-kyo không lâu trước đó chính là cặp đôi Dương Mịch, Lưu Khải Uy. Khoảng thời điểm cuối năm ngoái, blogger Thảo Tinh đã cho biết Dương Mịch và Lưu Khải Uy chuẩn bị thông báo chuyện đã ly hôn. Việc này ồn ào đến mức bên phía đại diện của Dương Mịch đã phủ nhận thông tin, khiến nhiều người tin rằng đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Nhưng nào ngờ chỉ một ngày sau đó cả Lưu Khải Uy và Dương Mịch đều đồng thời tuyên bố họ đã ly hôn, khiến cho Naizen xứ Trung sốc toàn tập. So với cặp Song Song thì tiến độ ly hôn của cặp Uy Mịch còn nhanh hơn nhiều. Cặp đôi Trương Bá Chi tại Đình Phong vào khoảng thời điểm ly hôn 8 năm trước cũng khiến mọi người bất ngờ. Họ từng vướng tin đồn ly hôn nhưng lại khẳng định tình cảm bền chặt. Khi tại Đình Phong đưa Trương Bá Chi tham gia giải Kim Tượng tháng 4 2011, không chỉ vậy, tài tử nổi tiếng còn ôm hôn vợ trước cả trăm ống kính, khiến mọi người tin rằng họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi chỉ sau đó một tháng, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong bất ngờ ly hôn, dù trước đó không lâu họ vẫn dành cho nhau những cử chỉ vô cùng thân mật. Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong cũng là cặp đôi hôm trước mặn nồng, hôm sau chia tay. Phạm Băng Băng bị gia đình Lý Thần hắc hủi chia tay vì 130 triệu đô. Phạm Băng Băng và Lý Thần yêu nhau 4 năm trải qua không ít sóng gió, nhưng họ lại lựa chọn chia tay sau khi nữ diễn viên bị phạt 130 triệu đô vì trốn thuế. Ngày 27 tháng 6, Phạm Băng Băng tự đăng tin đã chia tay với hôn phu Lý Thần sau 4 năm bên nhau. Trong khoảng thời gian hẹn hò, cặp đôi băng thần trải qua nhiều kỷ niệm ngọt ngào và cũng không thiếu những tin đồn thị phi. Những tưởng họ sẽ nắm tay nhau cùng vượt qua khó khăn, nhưng cuối cùng cả hai lại lựa chọn chấm dứt mối tình đẹp. Người hâm mộ của cặp đôi cảm thấy bàng hoàng tiếc nuối khi họ đã rất gần một đám cưới cổ tích. Chuyện tình cổ tích mang đến nhiều lợi ích. Những năm gần đây, Phạm Băng Băng là nghệ sĩ số 1 trong làng giải trí Hoa ngữ. Theo thống kê của Forbes, cô là ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất Trung Quốc trong các năm 2016-2017. Nguồn thu của cô tới từ các xe đóng phim, quay quảng cáo, sản xuất rượu vang, kinh doanh bất động sản và sản xuất phim. Nữ diễn viên họ Phạm được mệnh danh là nữ hoàng thảm đỏ, bạch tuyết của showbiz Hoa ngữ và thậm chí là nữ hoàng thị phi khi mọi tin tức liên quan đến cô được công chúng quan tâm. Trong khi đó, Lý Thần kém nổi tiếng hơn bạn gái nhưng cũng được yêu mến nhờ tham gia show Keep Running. Anh là con cháu gia tộc có truyền thống trong ngành quân đội. Việc Phạm Băng Băng lần đầu công khai hẹn hò sau hơn 20 năm bước chân vào làng nghệ thuật giúp danh tiếng cặp đôi trở nên hot hơn. Họ thường xuyên được mời tham gia các sự kiện lớn. Phạm Băng Băng, Lý Thần từ đó trở thành cặp đôi quyền lực bậc nhất làng giải trí Trung Quốc. Quý vị, thế như vậy, năm 2015, hai người chung tay thành lập công ty Ái Mỹ Thần, đầu tư vào các bộ phim điện ảnh và thu được nhiều lợi nhuận. Doanh nghiệp này từng được định giá tới hơn 700 triệu nhân dân tệ. Cặp đôi còn mua một căn biệt thự lớn tại khu đắc địa ở Thanh Đảo và dọn về sống chung như vợ chồng. Trong quá trình yêu nhau, Lý Thần không tiếc vung tiền mua quà tặng bạn gái. Trong buổi sinh nhật 36 tuổi của Phạm Băng Băng, tài tử đặt riêng một con búp bê trị giá 300.000 đô giống hệt bạn gái. Anh cũng được cho là chi ít nhất 700.000 đô mua những kim cương lớn để cầu hôn. Lý Thần còn hứa sẽ bên Phạm Băng Băng suốt cuộc đời, cùng nhau trải qua khó khăn là chỗ dựa cho cô. Cuộc sống của anh vì em mà trở nên tươi đẹp, yêu em là ý trời, bao bọc em là thói quen, chúng ta là vĩnh viễn. Nam diễn viên quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn. Màn cầu hôn lãng mạn và những món quà đắt giá mà Lý Thần dành tặng cho Phạm Băng Băng. Tình hết mặn nồng, tiền bạc chia đôi. Ngọt ngào là vậy, chẳng ai nghĩ có ngày Lý Thần và Phạm Băng Băng chia tay. Nhưng phép thử lớn đã khiến họ hiểu hơn về cuộc tình đẹp. Khi đang ở đỉnh cao danh vọng, tháng 6, 2018,
Phạm Băng Băng vướng vào scandal trốn thuế. Nữ diễn viên gần như biến mất trước mắt truyền thông trong gần một năm. Phạm Băng Băng bị án phạt truy thu 130 triệu đô do các sai phạm liên quan đến nộp thuế. Cô bị công chúng Trung Quốc chỉ trích không tiếc lời. Lúc này, người bạn trai Lý Thần cũng trở thành bia ngắm cho những người căm ghét Phạm Băng Băng. Mặt khác, fan của nữ diễn viên lại tức giận vì Lý Thần không ủng hộ bạn gái. Nhiều nguồn tin cho hay, gia đình Lý Thần có dòng dõi quân đội, họ sở hữu nhiều bất động sản lớn ở đảo Tam Á. Ông nội Lý Thần không hài lòng, phản đối ra mặt khi cháu trai dính líu tới người phụ nữ nhiều bê bối. Gia đình đã gây nhiều sức ép, buộc Lý Thần sớm chia tay. Vụ phạt tiền còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của Phạm Băng Băng và Lý Thần. Bộ phim Sky Hunter do Lý Thần tự đạo diễn đầu tư bị cấm chiếu tại Trung Quốc do sự có mặt của Phạm Băng Băng. Điều này khiến nam diễn viên chịu thiệt hại không nhỏ. Tác phẩm truyền hình tâm huyết của Phạm Băng Băng là Thắng Thiên Hạ, liên tục hoãn chiếu vì dàn diễn viên chính bê bối đời tư. Bộ phim do Phạm Băng Băng và công ty điện ảnh Đường Đức góp vốn, Lý Thần cũng góp cổ phần trong công ty này. Thậm chí Lý Thần đã giúp đỡ bạn gái khi tham gia đóng thế nam chính Cao Vân Tường, nhưng vẫn không thể giúp phim được phát sóng. Vì vậy, hai người mất thêm hàng triệu đô. Đầu năm 2017, Phạm Băng Băng, Lý Thần đồng loạt rút vốn khỏi công ty chung Ái Mỹ Thần. Lý Thần rút khỏi các công ty khác có liên quan đến bạn gái. Lý Thần bỏ rơi Phạm Băng Băng là chủ đề khiến công chúng bàn tán, và Lý Thần trở thành người đàn ông phụ bạc bị chỉ trích. Một câu hỏi đặt ra là tại sao khi Phạm Băng Băng bắt đầu quay lại làng giải trí, Lý Thần mới tuyên bố chia tay. Nhiều khán giả Trung Quốc bình luận trên Weibo cho rằng nam diễn viên sợ ảnh hưởng tới hình ảnh cá nhân, anh sợ bị đánh giá là kẻ bạc tình. Vì vậy, dù rút vốn khỏi công ty bạn gái, nhưng Lý Thần vẫn đưa mẹ của Phạm Băng Băng đi đón em trai cô. Lý Thần còn cùng Phạm Thừa Thừa tham gia bộ phim Kiến Quốc Đại Nghiệp vào tháng 4. Tại phim trường, nam diễn viên hướng dẫn em ruột của bạn gái lần đầu tiên tham gia diễn xuất. Vào ngày sinh nhật Phạm Thừa Thừa 16 tháng 6, Lý Thần vẫn gửi lời chúc mừng. Thế nhưng, dù Phạm Băng Băng bắt đầu làm việc trở lại, nhưng phản ứng của khán giả vẫn rất tiêu cực. Tương lai của nữ diễn viên không thể được như xưa. Hình ảnh của cô đã suy sụp và rất có thể sự nghiệp của Lý Thần cũng xuống dốc theo bạn gái nếu tiếp tục ở bên cô. Tối 27 tháng 6, Phạm Băng Băng, Lý Thần tuyên bố chia tay, chấm dứt 4 năm mặn nồng nhưng cũng đầy sóng gió. Họ công bố chia tay đúng ngày Song Hye Kyo, Song Joong Ki thừa nhận ly hôn. Trên Sina, cư dân mạng cho rằng đây cũng là cách giúp cả hai tránh sự chú ý.